Anarchy. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là TA eFootball đây. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách tham gia sự kiện Picnic Party. Sự kiện mới diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 2 tháng 4, cũng là ngày để các cầu thủ của sự kiện Bundesliga có thể bán trong market. Ok, các bạn hãy cùng mình đến với cách tham gia sự kiện Picnic Party này nhá. Thì sự kiện này sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày, từ ngày hôm nay là ngày 2 tháng 4 cho đến ngày 8 tháng 4. Đầu tiên chúng ta hãy đến với phần How to Play nhá. Ở đây sẽ có một loại năng lượng riêng, đó là Food Die Energy. Cái loại năng lượng Food Die Energy này thì một ngày các bạn có một lần tích lũy, các bạn có thể tích lũy được tối đa là 20 cái Food Die Energy. Nên các bạn đừng để có một giờ chết nào nhá. Mỗi giờ thì sẽ hồi lại một Food Die Energy cho các bạn. Các bạn dùng Food Die Energy để lấy Food Die Point, và dùng Food Die Point để đổi lấy các cầu thủ Picnic Party 85+. Đây là danh sách các cầu thủ Picnic Party 84-85+ trở lên. Còn các cầu thủ liên quan đến đồ ăn thức uống, Drink Quarter này, Thunder Quarter này, Thunder Quarter này, Kitchen này, Cook này, hai cầu thủ trên Cook luôn. Ok, và chúng ta hãy, và các bạn, mình cũng như các bạn sẽ quan tâm nhất đến Nacho Fernandez này, cầu thủ CB96 của các cầu thủ Real Madrid. Sở hữu skill boss là holding, tăng tốc 92, phút 46, chuyển 75, nhanh nhẹn 80, phòng ngự 120 và thể lực 110, khá là trâu bò trong những tình huống đi đè để lấy bóng, tăng tốc khá ổn. Tất cả những chỉ số của một hậu vệ thì cực kỳ tốt, jumping và đánh đầu đều trên 110. Anh sở hữu chiều cao 1m8, các trang góp defense lần lượt là medium và high, không có skill ẩn. Ok, các bạn hãy cùng mình đến với phần thứ hai nhé. Đó là một phần Multi Mastery. Ở phần này thì đầu tiên chúng các bạn đến với phần Mastery Reward này. Thì một ngày các bạn sẽ nhận được một phần quà Mastery Reward. Thì trong phần quà đó sẽ mở ra những phần quà ngẫu nhiên, không phải là ai cũng giống như ai. Đây sẽ là phần quà ngẫu nhiên của mỗi người, thì mỗi ngày nó sẽ reset lại một lần. Còn ở dưới này thì đây chính là những cái skill game để chúng ta có thể tham gia để nhận về cho mình các skill bot, coin như là Food Die Point để có thể nhận về cho mình những cầu thủ của sự kiện này. Thì sự kiện này khá là khó để tính toán trước là các bạn có thể lấy được Nacho Fernandez hay không, bởi vì như các bạn nhìn thấy đây thì nó đã bị ẩn đi các skill game, nên mình không thể tính toán được chính xác là có cần bao nhiêu cái Food Die Energy để có thể cần bao nhiêu cái Food Die Energy để có thể lấy được lại đủ để lấy Nacho Fernandez. Thì các bạn có thể nhìn thấy mờ mờ ở đây là hình của Carrot, có thể là các skill game này sẽ đi quanh của Carrot này, thì khi hết Carrot sẽ là hết skill game. Mình thì cũng không ước tính được là có bao nhiêu skill game và tốn bao nhiêu cái Food Die Energy, nên cũng không biết được là có thể nhận được bao nhiêu cái Food Die Point, nên là sự kiện này khá là khó đoán cho các dân cày chay như mình và các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ, sau mỗi lần chơi skill game này thì các bạn sẽ nhận lại cho mình một những vật phẩm tùy theo các mốc đó, và xen lẫn ở đó có những cái trận đấu nữa, có những trận đấu với order khá thấp, các bạn có thể chọn đá auto cũng được. Những phần quà cũng khá là ngon. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần 3 là Football Fury. Ở phần này thì chúng ta sẽ dùng những cái Food Die Point này để chúng ta đổi lấy các cầu thủ ở đây. Ở phần đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng 600 cái Food Die Energy đổi lấy gói cầu thủ 85+. Thì ngày hôm nay là có 3 cầu thủ, đó là Picker, Rose và Cook. Và 3 cầu thủ này sẽ được reset mỗi ngày. Nó sẽ được reset mỗi ngày nha các bạn. Mỗi ngày nó sẽ reset lại 3 cầu thủ này. Tiếp theo còn đây, ở bên này là phần 3 cầu thủ Matchy Master, 3 cầu thủ cao nhất, chỉ số cao nhất. Ở đây các bạn sẽ cần tốn 2000 cái Food Die Energy thì các bạn có thể nhận được cho mình một cầu thủ mang Over 96 này. Nếu các bạn muốn chơi sự kiện này nhanh thì các bạn chỉ cần đến với mục này, đến với mục mua cái Food Die Energy. Food Die Energy thì các bạn sẽ tốn
2500 game thì các bạn sẽ nhận lại cho mình được 300 cái phút die point. Và tương tự như vậy, mỗi x10 thì với 25k game thì các bạn sẽ nhận lại cho mình 3000 phút die point. Như vậy là chỉ với 25k game thì các bạn sẽ nhận được một trong ba cầu thủ CB96, một trong ba cầu thủ mang OVR96 này là Nacho Fernandez, Vlasic, Lasagna. Những cầu thủ mang OVR96 của sự kiện này thì rất là tốt, đặc biệt là Nacho Fernandez được rất nhiều các game thủ đang chờ đợi. Ok, như vậy là mình giới thiệu xong cho các bạn sự kiện này. Sự kiện này thì cũng theo mình nhận thấy cũng khá là dễ chơi thôi, không lằng ngoằng như các sự kiện khác. Còn đối với phần Rival này, Division Rival là đối với cái phần đá tốt đá cầu thủ nhận để nhận cầu thủ của tháng này thì các bạn đã đá được bao nhiêu trận rồi? Thì mình cũng đã cố gắng hết sức nhưng cũng chỉ thắng được có 21 trận thôi. Và khi mình mở cái gói đó ra thì chỉ nhận được các cầu thủ OVR khá thấp, mình không may mắn như các game thủ khác thì mình có mở ra một số cầu thủ top quick khá là bình thường, khá là rẻ trên chợ. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn, mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách tham gia sự kiện Nick Party nhá. Sự kiện này diễn ra trong vòng 7 ngày, từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 8 tháng 4 nhá. Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy comment ở phía dưới video. Đừng quên ấn like, đăng ký và chia sẻ video của mình nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.